Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở đường Hòa Hảo, khu vực phường 5 của quận 10. Ở ngoài kia là đường Hòa Hảo và đường Nguyễn Tri Phương ha. Đằng đây thì là góc Nguyễn Tiểu La, đi thẳng ra đây Hòa Hảo ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở hẻm xe hơi. Căn nhà một trệt và hai lầu sân thượng ha anh chị, được hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Đó. Hướng nhà là hướng tây và nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, nằm gần chợ Nhật Tảo. Hẻm thông từ Hòa Hảo sang đường Nguyễn Tiểu La, hẻm 450. Hẻm 450 hiện tại giờ có đám nên Nhân quay qua đường Nguyễn Tiểu La ha. Hẻm thông qua đường Nguyễn Tiểu La. Ở đây là đường Nguyễn Tiểu La ha, đi thẳng vào kia là cầu vượt 32 Nguyễn Tri Phương, ngay Ủy ban dân quận 10. Ở căn nhà nằm ở góc luôn nha anh chị, căn nhà nằm ở góc. Một trệt, hai lầu sân thượng, được hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Đây là hẻm 127 Nguyễn Tiểu La ha, 127 Nguyễn Tiểu La đi vào ha. Ở hẻm rộng rãi nha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn nha anh chị. Đó, đây hẻm Nguyễn Tiểu La Hòa Hảo đi ra ha. À, căn nhà trước mặt anh chị mình ha, căn nhà trước mặt anh chị mình nha anh chị, hẻm thông luôn, đường ngang bên hông mình nè, và mặt trước của căn nhà mình đây, căn góc hai mặt hẻm ha anh chị, căn góc hai mặt hẻm. Rồi, hẻm đây là Hòa Hảo 450 Hòa Hảo nha, bên đây là 450 đường Hòa Hảo nha anh chị. Ở khu dân cư hiện hữu hết, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha, căn góc hai mặt hẻm. Địa chỉ là 450 xẹt 24 đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10, trước nhà có đèn chiếu sáng đó nè. Vì của hẻm ha, một trệt, hai lầu sân thượng, ba phòng ngủ và hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh, căn góc. Họ mở tận rất nhiều cửa sổ luôn nha. Rồi bây giờ Nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem. Anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha, và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để khi Nhân up video lên thì anh chị mình thấy được căn nhà này nhanh nhất ha. Thấy được video sớm nhất và tìm mua được bất động sản sớm nhất nha. Trước nhà có chỗ để xe đó nè. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 450 đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10 nha anh chị. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở hẻm lớn này luôn. Hẻm xe 7 chỗ chạy vào ra vào được ha. Hẻm thông sang đường Nguyễn Tiểu La. Căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, một trệt hai lầu sân thượng nha anh chị. Đó. Sổ hồng riêng được hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên nha. Nằm sát bên mặt tiền Hòa Hảo và hẻm là hẻm thông qua đường Nguyễn Tiểu La, hẻm cũng là hẻm xe hơi hết luôn nha anh chị. Đây hẻm vào nhà của mình ha. Ngoài kia là Hòa Hảo, còn bên đây là 450. 450 thông ra đường Nguyễn Tiểu La nha. Đó. Hẻm rộng rãi hết nha, khu dân cư hiện hữu, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị, sổ hồng được hoàn công ha, căn góc hai mặt hẻm luôn. Đó, đây mình có cái sân để xe trước nhà nữa nè anh chị. Đây mình có cái sân để xe nữa ha. 450 đường Hòa Hảo thông sang đường Nguyễn Tiểu La, gần Ủy ban nhân dân quận 10, gần chợ Nhật Tảo, gần trường Đại học Kinh tế ha. Ở căn góc luôn nha, căn góc luôn ha anh chị. Ở đây em lấn được tí xíu nữa ha. Được khoảng 6 tấc, 5 tấc. Mỗi cửa sổ mình có mấy ngói che hết nha. Ở căn góc nên mỗi cửa sổ mình có mấy ngói che hết luôn nha anh chị. Ở trên ban công mình lấn được gần 1 mét nữa nè. Nhà đúc bê tông cốt thép hết ha. Trước nhà thì có cái mái che. Đó, trước nhà có mái che ha. Chiều ngang của căn nhà mình là gần 3 mét và chiều sâu vào là được 6 mét rưỡi nha anh chị. Đó, bên đây người ta cũng ốp gạch cao ráo hết rồi. Mình để xe không cả bức tường. Mặt ngoài thì chủ cũng ốp gạch cao lên. Ở trên có mái che đưa ra và có mái ngói. Mỗi tầng ở trên lấn ban công được gần 1 mét. Đó, một trệt, hai lầu và sân thượng nha anh chị. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Hướng nhà là hướng Tây.
hẻm Bình Hồng mình là hướng Bắc ha, thuận tiện kinh doanh nhỏ shop hàng online ha. Nhà được bảo vệ với hai lớp cửa, một lớp cửa sắt bên ngoài, bên trong một lớp cửa bốn cánh. Hiềm nhà cao ráo hơn khoảng 2 tấc, gạch thì còn mới. Bên hông chủ dán giấy dán tường cao ráo. Đó, nhà căn góc nên chủ tận dụng mở nhiều cửa sổ. Đó, có lắp rèm cho anh chị mình ở mỗi cửa sổ và có khung sắt bảo vệ ở vị trí cửa sổ hết ha. Một trệt, hai lầu và sân thượng ha anh chị. Mua bán ký công chứng sang tên. Đó, bên đây nở ra, bên đây xéo lại ha. Nhà sổ hồng vuông vắng nha. Đó, sổ hồng riêng vuông vắng nha anh chị. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình đến xem và gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 3 tỷ 680 triệu nha. Giá này còn thương lượng thêm, lọc lá cho anh chị mua bán nha. Đó, thương lượng chính chủ nha anh chị. Ở đây có làm cái bậc để xe cho anh chị mình. Ở đây đồng hồ nước nha, ngay vị trí đó. Hai bên thì chủ dán giấy dán tường cao lên hết, điện âm tường nha anh chị. Căn góc nên... đây, hẻm bên Nguyễn Tiểu Lam đi vào. Đó, Nguyễn Tiểu Lam, hẻm Nguyễn Tiểu Lam đi vào ha. Hẻm to. 450/24 đường Hòa Hảo, phường ở đây là khu vực của phường 5, quận 10 nha anh chị. Đó, ở trên xài đèn LED hết ha. Không gian bếp với tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp thì xài đá hoa cương. Dưới nhà vệ sinh, dưới chân cầu thang là nhà vệ sinh, được 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha anh chị. 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha. Cầu thang sắt. Thang sắt mình đi lên nha. Đó, ở dưới trệt mình dưới chân cầu thang chủ làm cái phòng ngủ ơi phòng nhà vệ sinh chỗ này. Ở dưới chân cầu thang xài đèn LED. Dán giấy dán tường, dán tường cao ráo lên tới trên. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ. Đó. Căn nhà nằm ở hẻm lớn nha anh chị. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Đó, điện âm tường hết. Rồi, nhanh đi lên trên cho chị mình xem ở không gian tầng 1 nha. Mỗi tầng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh hết nha anh chị. Đó, hai bên chủ dán giấy dán tường hết ha. Cửa phòng ngủ thứ nhất là cửa gỗ nha. Đó. Khung nhà vệ sinh, kính cường lực dán mờ cho anh chị mình hết ha. Ngay chỗ đó có cửa sổ. Đó, vòi tắm đứng ở trên này. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha. Mua bán là sổ hồng riêng. Ký công chứng sang tên thôi. Đó. Mỗi tầng thì chủ mở cửa sổ và có khung sắt, có lắp rèm cho anh chị mình hết. Ở đây thì có cái lam, chỗ này để mở ra để lấy ánh sáng. Có gắn máy lạnh cho anh chị mình luôn ha. Ở tầng này có máy lạnh ha anh chị. Ở trên đây thì sàn gỗ ha, lót sàn gỗ hết. Nhà mình hướng chính là hướng Tây và bên đây là hướng Bắc nha anh chị. Đó, vị trí thì nằm gần Ủy ban nhân dân quận 10, hẻm thông ra Nguyễn Tiểu La. Gần kế bên trường đại học kinh tế. Gần kế bên trường đại học kinh tế ha. Gần chợ Nhật Tảo. Ở trung tâm quận 10, giáp quận 3, giáp quận 5. Sổ hồng, hoàn công. Mua bán ký công chứng sang tên ha. Đây phòng ngủ thứ nhất của nhà thứ hai của mình. Cửa là cửa gỗ nha. Mỗi tầng có một phòng ngủ hết ha anh chị. Mỗi tầng có một phòng ngủ hết. À, và một nhà vệ sinh hết nha. Mỗi tầng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Ở trên đây thì chủ cũng làm bằng kính cường lực ha. Và có dán mờ cho anh chị mình hết. Đó, rồi tắm cái thiết bị đồ đầy đủ hết ha. Có cửa sổ, có khung sắt bảo vệ. Nhà nằm ở căn góc. Từ 450/24. Đường Hòa Hảo không sang hẻm Nguyễn Tiểu La. Hẻm xe hơi đậu trước cửa nhà. Đó, xe hơi đậu trước cửa nhà luôn. Được hai cái máy lạnh nè anh chị. Ở vị trí có lắp cửa sổ, khung sắt bảo vệ. Đó, cửa ngoài đây là cửa sắt.
kết hợp với kính đây ban công của mình ha. Đó. Có bồn chậu cây ở trên đây, máy đúc, có đèn ở trên này. Nhà đối diện là nhà cao tầng, hẻm trước nhà. Đó, hẻm trước nhà ha, hẻm bên hông. Đó, căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha, nằm ở phường 5. Mà ở đây là phường 5, đây là khu vực của phường 5 quận 10. Đó, hẻm bên hông của mình rộng rãi, xe 7 chỗ chạy vào tới nơi luôn nha. Ngày đó ra tới cái nhà kia để tay phải là đường Nguyễn Tiểu La, 450/24 đường Hòa Hảo, phường 5 quận 10. Nhà có chiều ngang là gần 3m và chiều sâu vào là 6,5m, được xây dựng với kết cấu một trệt, hai lầu và sân thượng. Nhà có hai phòng ngủ lớn và ba nhà vệ sinh, sân thượng rộng rãi. Nhà nằm ở hẻm thông từ 450 đường Hòa Hảo không sang đường Nguyễn Tiểu La, gần ủy ban dân quận 10, gần cầu vượt 32 Nguyễn Tri Phương. Đây là không gian của tầng thượng của mình ha. Ở trên đây có làm cái giếng trời, đóng la phong, làm cái giếng trời ha, làm kính cường lực để che chắn cho anh chị. Ở trên đây cũng lót gạch sạch sẽ hết ha. Giặt giũ phơi đồ, đưa sàn nước lên đây, giặt giũ phơi đồ trên này luôn ha. Sân thượng phía trước nhà. Đó, bồn nước to, ở trên đây cũng làm máy to che cho anh chị mình luôn. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Ở trên này có máy to nha, giá vẫn còn thương lượng mình ha. Đó, ở trên này có máy che, cũng đúc luôn nè. Hẻm thì hẻm rộng rãi, khu dân cư hiện hữu hết ha. Đó, hẻm bên hông của mình đây. Ở mỗi tầng trước nhà mình có cái trụ điện nên có cái đèn nè, nó có chữ cho trụ đèn chiếu sáng ngay chỗ vị trí ha. Nó có mấy ngói che hết ha. Đây thì còn khu vực hiện hữu, hẻm rộng rãi, hẻm đã làm rồi, hẻm vừa mới làm ha, xi măng sạch sẽ. Ở nhà xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà mình một lần nữa và kết thúc video quay nhà ở đây. Anh chị mình hãy đi theo nhân xem xuống dưới một lần nữa ha. Chiều ngang là gần 3m và chiều sâu vào là 6,5m, được xây dựng với kết cấu một trệt, hai lầu, sân thượng, được hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Nhà nằm ở hẻm thông từ 450 đường Hòa Hảo không sang đường Nguyễn Tiểu La. Địa chỉ căn nhà mình là 450/24 đường Hòa Hảo ha. Ở đây là khu vực của phường 5, quận 10. Gần ủy ban nhân dân quận 10 nè, gần Đại học Kinh tế. Ở gần chợ Nhật Tảo, chợ đêm Nguyễn Tri Phương. Về pháp lý thì căn nhà mình có sổ hồng riêng, được hoàn công. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên. Đó, nằm ở hẻm xe hơi ha. Hẻm mình là hẻm xe hơi, 7 chỗ chạy vào tới nơi. Cầu thang thì cầu thang sắt ha, rộng rãi. Hẻm trước nhà, căn góc hai mặt hẻm ha. Xe để bên hông nhà, trước nhà có cái sân để xe. Đó, trước nhà mình cặp bức tường có thể để xe được nha. Dưới trệt có nhà vệ sinh ngay chân cầu thang, thiết bị vệ sinh đầy đủ, không gian bếp, không gian phòng khách. Không gian bếp, không gian phòng khách, cửa sổ. Đó, có cửa sổ hết ha. Có khung sắt bảo vệ ha, cửa là cửa lùa, có lắp rèm cho anh chị mình hết. Giá là 3 tỷ 680, 3 tỷ 680. Giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh. Đó, địa chỉ là 450/24 đường Hòa Hảo ha, phường 5 quận 10, căn góc luôn.
xi măng ha. Rồi nhân xin chào, hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này ha, và giúp chủ nhà thì bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Hẻm này rộng rãi, ngoài kia là đường nhựa của đường Hòa Hảo ha. Nhựa Hòa Hảo ha. Rồi nhân xin chào, hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh của nhân nha.